Các bạn em mọi. Ê, chào mọi người nha. Mọi người anh thấy nó đây. Má chào. Má chào. Chào các bạn. Ba chào luôn. Rồi chào anh Má. Chào mọi người nha. Nhà buổi hôm nay yên nữa nè. Mọi đi đâu? Mọi đi công viên hả? Dạ. Mình thay một cái plan chưa? Mở chào, mở với ba đi nữa rồi. Mở với ba đi chơi. Còn mọi. Mọi đi bập bên. Mọi ở đây chơi ha. Mọi ở đây chơi, ba với hai đâu? Nè, má ngồi đây nè. Rồi con qua xích đu con chơi đi. Hai bập bên. Ba với hai đi đâu? Đâu có đi đâu, đi chơi thôi chứ đi đâu. Sao mọi thích cái gì? Mọi thấy cá heo màu tím không mọi? Mọi thấy cá heo màu tím. Cái gì con? Mũi khoái đồ chơi quá trời. À, cái gì? Mami lông lét đó hả? Phải không? À, Bixi hả? Bixi, thôi đi chơi đi, chơi đi. Hả? Bóng bóng á hả? Con thích con bóng gì? Con bóng sao hồi cầm nổi ta? Con muốn nào? Bóng tròn á hả? Bóng tròn á hả? Ờ, à, tới cherry á hả? Lại ba đi, lại ba. Mấy ba mua bong bóng tới cherry kìa, lẻ lên. Ba với hai đang đi bập bên kìa. Mỗi xin ra mỗi mỗi nói lại anh hai một bên nữa. Chơi mua một bóng đi. Chơi con mua một bóng đi mà. Chơi mua một bóng đi. Cho bé mua một bóng đi mà. Kìa lẹ lên cho bé mua một bóng đi. Mua một cái thôi nha. Anh em chơi chung nha con. Dạ. Chứ hồi đi xe cầm một bóng khó lắm. À, cherry. Bao nhiêu tờ đó không biết. 50.000 đồng rồi qua mua đi cho bé đi mua bong bóng đâu rồi ai bán ơi ai đang bán gửi luôn ai bán bong bóng rồi mọi mẹ cũng không biết nữa ha. Anh hai đang ngồi chờ mọi mua bóng về cho anh hai kìa. Ai bán bong bóng kìa chú kìa bán ha. Bán bong bóng hả chị? Lấy cho nó cái bong bóng tròn á. Bong bóng nào? Con có 35 ngàn. Tái cherry vậy phải không? Đâu tái cherry đâu mày coi. Cầm chặt nha để nó bay á con. Gió là... trời đang có gió thôi là chừng bay á. Rồi cô hết tiền đi. Wow, cho anh hai cầm miếng. Cho anh hai cầm miếng. 15 ngàn. 15 rồi, 35 còn 15. Anh hai là nghiệm hai quá. Mở khẩu trang cho anh hai nè. Con dễ dính vô mắt hai hai nè. Ừ. Từ cơ. Rồi mở khẩu trang ra cho anh hai chào đi. Chào các bạn, hôm nay hai được đi công viên nha. Em ơi. Nè. Cái gì con? Cái đó là cái gì?
con gì? Hả? Con gì mẹ không biết? Con màu hồng hồng á, xanh xanh hồng hồng á. Phải không? Con đó phải không? Dạ. Lấy của cô đi. Để tiền đây mẹ lấy. Rồi ba tả đi, để ba tả cho. Con có 5.000 mà còn dám mà con lấy màu đó, đúng rồi, xuất ra rồi. Con xuất ra rồi, mới cầm rồi xuất ra rồi nè, gắn lại. Cô gắn giùm mấy. Nè, ba thái này gia đình à. Rồi con cầm con chơi đi, rồi hai con cái nha. Này về cho anh hai nha, mày cho anh hai. Ơi. Rồi anh hai à. Em chỉ có sức luôn rồi, thích cái tài vậy thấy không? Trời ơi. Em mang dép bự dữ nè. Kẹo chỉ tơ hồng. Gắn là được không? Rồi con xích con gắn lại đi. Bye bye em bé. Rồi sao ngồi đó con? Ngồi sau lưng anh hai hả? Mỗi mỗi bên kia có bạn mặc cái đầm ngũ sắc đẹp quá trời kìa, thấy không hả? Chỗ xích đu á. À. Nè Mùi, cầm bong bóng của con đi. Mami lông lép của Mùi nè, phải không? Mami lông lép của cô đã bị gì? Bị sao? Từ từ thôi con. Ờ, đừng có rút ra, rút ra hồi gắn vô khó lắm con. Rồi, anh hai nè, anh hai muốn bong bóng nè. Rồi anh hai cầm bong bóng, rồi anh hai đừng thả ba anh trời mất tiêu nha. Coi chừng cái dây kìa con, quấn lên. Nó bay kìa. Tối rồi, trời tối rồi. Mùi giống thả diều quá, mùi cầm bong bóng như mùi thả diều vậy. Chơi đã không? Đi cầu tô xích đu gì nữa không? Vui quá đi. Mỗi hai trái gì mùi biết không? Trái cherry mà mùi nói cherry không à. Chợt xuống đi. Nhiều hơn người chiến thắng à. Mùi hỗ trợ anh hai. Mùi nhúng nhiều hơn. Mùi chiến thắng rồi. Mùi với anh hai chiến thắng. Thôi xuống đi con. Con ngồi xuống á. Con đứng như chi dữ à. Anh hai không thấy đường luôn. Tùm anh hai không thấy đường luôn. Cắt nó đi. Cắt con nó đi về rồi chơi. Đó tùm anh hai không thấy đường. Tả bụng bóng này mùi. Mùi em nhà ở đâu nè?
Thôi đừng đừng có phá anh hai. Bộ chọc anh hai hoài à. Nè mẹ bỏ bong bóng nè. Chọc anh hai mẹ thả bong bóng ra cho bay luôn à. Để lên. Lắc dữ vậy. Mũi ơi mấy cây dừa trái đèn đẹp quá trời mũi. Thấy không? Ừ. Bắt nạt anh hai quà che mặt anh hai không thấy được. Anh hai coi đèn màu chớp chớp kìa hai. Có mấy cây dừa chớp chớp đèn anh hai thấy không? Thấy không? Ăn gian chơi ăn gian hay mùi bị vướng hả? Sao vậy quấn sao? Mẹ. Hử? Mẹ cầm đi. Con không cầm ha? Mỗi cầm bong bóng mỗi chết xích đâu không được. Đi ạ.
nước rồi đi uống nước. Khát nước thì đi uống nước. Trời. Khát nước kêu, khát nước thì đi uống nước.